Chào mừng cả nhà đã trở lại video tiếp theo của mấy anh em mình nhé. Chào cả nhà. Chiều nay thì anh em mình đã ăn con rắn xong rồi cả nhà. Thì tối nay thì bắt đầu anh em mình đi tìm mấy con ếch nhái với lại thả ếch lưới kiếm cá ngày mai ăn nhé. Ở suối đây cá nhiều lắm nhưng mà hy vọng anh đêm nay sẽ kiếm được một ít gì. Thả tay nó trước anh Tám. Tay nó trước à? Đâu đâu. Đêm giữ một tay. Cả nhà xem cá nó bơi đầy dưới luôn cả nhà ơi, không biết là có dính hay không nữa. Ngày mai thì mấy anh em sẽ đi xuống dưới, phía dưới đây này. Lúc chiều đi xem rồi, xem chỗ rồi. Là ở phía dưới đây thì cá to luôn ấy. Ôi kìa anh Tám kìa. Bây giờ mình sẽ thả 4 tay, lần lượt thả đi lên trên này rồi tí nữa đi xuống thì xem thì có thì gỡ luôn nhé, còn không có thì để sáng mai thì bắt đầu anh em mình gỡ nhé. Anh Tám dụ nó ra kìa anh Tám. Từ từ em ơi, từ từ em ơi. Rồi tới thẳng đi em ơi. Rồi thẳng xéo qua chỗ nước chảy kia luôn kìa em kìa. Nó chìm chì xuống trên Tám. Rồi buộc lại đi em ơi. Được rồi. Thôi. Anh Tám kéo lui về chỗ đây này. Vì lúc chiều em thấy chỗ đây là cá nó nhiều lắm. Nước lạnh như đá cả nhà ơi. Em mang dính được một con, em cầm giùm anh cái đây lưới đây. Dính được một con cả nhà ơi. Vừa thả xong này. Ô, anh Tám cầm cho em với. Đây. Vừa thả xong dính được một con rồi cả nhà. Đây. Cá phải nói cái lò cá như thế này đầy luôn cả nhà ơi. Đó. Cái lò cá như thế này xuống này thì đầy luôn cả nhà. Nên Tám bỏ vô đi. Bây giờ mình cứ thả đi lên nhá. Xong rồi tí nữa mình đi xuống rồi mình xem bẫy nhá, xem lưới nhá. Đấy. Cùng bắn đấy. Đi. Ở kìa. Ôi. Bắt anh Tám cầm. Bắt luôn Tám ơi. Bắt luôn đi Tám ơi. Nè cái này này. Wow. Bắt luôn Tám ơi. Tám. Đâm luôn đi. Cái này. Bắt luôn đi. Lui Hoàng, lui đi nó quay qua nó cắn đấy Hoàng ơi. Lấy cây đè đầu nó bắt luôn Tám ơi. Con này làm được á. Anh đưa bác cho, đưa đây, đưa cây. Lấy cây đi em bác cho. Được. Anh lấy cái cây nhỏ đưa cho em bác cho. Anh chặt cho em cái cây nhỏ đi. Huy, đây cầm máy Huy ơi. Cầm máy đi Huy ơi. Đây. Cầm máy nhanh nha. Là rắn này là phải kịch độc luôn cả nhà ơi. Nó mà nó cắn một cái thì coi như là đi nước xong mạng luôn đấy. To đấy. Rắn này nó độc lắm cả nhà ơi. Thấy rõ không em? Rắn con đen này thì nó độc lắm cả nhà ơi. Ôi ơi. Kinh khủng cả nhà, đi xe sang đêm mà gặp nó không may để nó cắn một cái thì chắc là xong mạng luôn cả nhà ơi. Đây, cầm Huy. Ủa nó cắn riết ghê không? Ôi. Thôi, tiếp tục đi thôi, đi. Nó riết ghê quá. Nhà xem. ấy, ấy to kìa. Đi. Đến rồi, để em quay em quậy. Để em quay nha, Cái kia con kia. Wow, ấy to lắm. Thả xuống đi Tám ơi, cho xuống đi. Cho ra. Xuống đây Tám ơi, xuống đây. Vừa một tí thôi mà cỡ đóng ốc rồi cả nhà ơi, ốc này. Ôi, đã đời không? Ốc này nấu ăn rất là ngọt nước với cả nhà. Đây nhiều bắp này. Rồi đúng nhà, vào rừng sinh tồn thì gặp cái gì cũng ăn ấy cả nhà ơi. Quá trời. Anh Tám ơi, bỏ vô cái anh Tám. Học cẩm luôn. Một cua bắt ốc. Đầy luôn kìa. Bác cái mai luộc ăn buổi sáng hút cho nó đánh lừa bao tử đỡ đói. Hút luôn nha anh Tám nha. Ê, hút tí mà đã đời không? Ngọt, ốc này ngọt lắm. Chú cháu em vào rừng ấy, đói á anh, ăn ốc sống luôn á. Thả đi bỏ vào luôn. Mà thằng từ đây có rắc lục nha. Lên. Ra đây. Vừa mới thả thôi mà đã được cá rồi cả nhà ơi. Thấy rõ không Huy? Ôi, đã chưa? Vừa mới thả thôi mà đã được cá rồi đây. Anh Tám bỏ vô vỏ đi Tám ơi. Thả lưới xong rồi, bây giờ anh em đi xuống gỡ cá cả nhà. Có hay không có thì để ngày mai gỡ tiếp nhá. Đi anh Tám. Đi. Đi xem hết nha anh Tám ơi. Con cá rừng khá là ngon luôn mọi người ơi. Được anh Quả được nãy giờ được mấy con cá to rồi cả nhà, xem này. Xem này. Đấy, ôi, thôi, tí về nhà xem. Cái này không có nhờ. Anh ta bỏ lưới qua đó rồi xuống nha, anh qua đây luôn nè. Ôi dính đầy hết mà, trời ơi, rối hết lưới của người ta rồi. Ôi 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 ôi, Tám ơi, anh Tám giữ cái gì, anh Tám giữ đầu ra cho em đi. Đã nhờ, rối lưới hết trơn rồi. Ê. Rối lưới hết trơn rồi. Ừ. Ôi, đại nha. Ê. Ở đời đấy. Ra rừng này mới ngon đấy mọi người ơi. Ôi à. Ngoại lung tung vướng lưới người ta. 4 con dính một chỗ luôn. Ừ. Kéo nó ra được nhá. Nè. Bởi từ từ cái này rất lưới hết chứ mà không có ăn nữa chứ. Mình để ngâm tới ngày 10 là khá là nhiều đấy. Ừ. Đây. Ừ, đã không? Nhà biết anh Tám ơi. Gỡ một cái sợi nó tuôn ra thành Tám ơi. Con này to nhất. To nhất đến giờ đấy nhỉ. Wow. Đã rồi chưa? Này mình có buổi tối ăn rồi. Đi ra có không anh Tám ơi? Có không? Có không? Trên đây có một con nữa. À vậy hả? 2 con. Ui. 3 con. Mấy con anh Tám ơi? Nó có tỷ số xem nào. Anh lên gọi con kia đi. Anh gọi con kia đi. Ê. Ôi nhiều thế. Bữa này nhiều cá lắm. Đây. Đâu rồi? Cá này hơi trơn đấy. Nó khỏe ghê luôn anh Tám ạ. Nè. Đã không? Ui. Rồi sao đây. Rồi. Đây. Thôi rồi, xong rồi đó. Ok. Phải nói là quá nhiều luôn mọi người ơi. Đồ bữa ăn tối nay rồi. Thôi đi về Tám ơi. Hết rồi đó. Ngày mai thăm tiếp nhé. Gọi tôm này đây cả nhà ơi, gọi ra đây. Đấy, cá đấy, cá đấy. Xung quanh nướng lựu luôn nhỉ. Làm là hấp rượu nó ngủ thôi. Nhiều phết nha. Ấy con này mà to này. Ý. Ít nè. Đấy đấy, ít ọp đấy. Ôi giời, nhiều lắm, hết rồi. Còn này ốc này để mai luộc ăn nhá. Này cả nhà xem ốc này. Ý, ốc đây. Bây giờ chặt que xương luôn đây. Xương luôn đi. Xương làm luôn cho nóng đi. Đấy, lại rồi đi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ nướng luôn và ăn luôn buổi tối này nhé. Lúc chiều thì ăn thịt con rắn rồi nên là lúc nãy kia có bắt được một con rắn cặp nông, nhưng mà mình ớn rắn nên thả rắn rồi cả nhà. Không thèm thịt cà rắn nữa. Hết bỏ riêng anh Tám. Đó rồi vậy. Hai sâu luôn, một sâu cá và một sâu ếch nhé. Tha hồ tối nay ăn, sáng ngày mai thì bắt đầu đi gỡ ăn tiếp nữa. Đã chín lâu quá thì anh Tám cũng buồn ngủ rồi cả nhà ơi. Anh Tám nãy giờ ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Anh em ăn miếng cho nó no bụng rồi bắt đầu ngủ nhé. Huy bỏ ra ngoài đi Huy. Đói bụng thấy thèm quá rồi mọi người. Cá này thì mình ăn luôn cả ruột luôn nhé. Vì ruột của nó rất là sạch sẽ, mình ăn có nó có vị đắng nhẫn nhẫn rất là ngon mọi người ạ. Đã nha. Đồ dần dần ra, bỏ hết ra mà đóng đó rồi thay nhau bóc thôi. Kéo ra đi. Ok. Đã đời đấy. Anh Tám bây giờ chắc cũng không muốn ăn đâu nhỉ, muốn ngủ thôi nhỉ. Rất là mệt mỏi luôn mọi người. Đi ròng rã cả một ngày trời luôn, bây giờ cũng đói bụng mà vừa buồn ngủ nữa. Nó chưa ngủ đâu, đợi ăn nó ngủ. Ăn hả chú nhờ? Ăn no bụng là ngủ chú ơi. Đấy, ăn đi mọi người ơi. Mà thứ ăn là chín rồi, bây giờ thì mời mọi người ăn nhé. Mời anh Tám cao tuổi dùng trước đi. Mời cả nhà uống rượu nha. Thả trứng đại à. Trứng không là trứng đấy. Cả nhà mình uống rượu nhé. Wow, xin nhé. Cá trứng không mọi người. Xin mời cả nhà. Wow. Mời cả nhà. Ai. Từ khuya thì rượu ăn mát. Xin mời cả nhà nhá. Quá. Ăn cá ruột cũng mới đã. Thôi cả nhà nha, ăn cá nha. Rồi, toàn trứng không. Trứng đập. Ăn không bỏ cái gì luôn á. Đúng rồi, ăn không. Cả nguyên cá ăn hết không bỏ cái đầu. Cái đầu này, đầu nha luôn mới đã này. Ngọt dữ ra làng. Bài đi. Rồi. Ngọt thật chứ. Tuyệt vời. Phải cái đùi, hai cái đùi đã nha. Anh Tám ơi, cần móng. Nhìn ha. Nhìn hai quả đùi, cái đùi ăn y như thịt gà luôn mọi người ơi. Mời mọi người ăn ấy nhé. Dài như thịt gà luôn. Trước đây vẫn nhai á. Theo vòng luôn. Tối là lạnh uống một 2 ly rượu đi, ấm bụng. Con rừng bây giờ lạnh lắm mọi người. Giờ quá là khuya rồi. Khuya buồn ngủ nhưng mà ăn ngon vẫn ngon. Đã ngon. Giờ là chiều mấy anh em ăn ít cơm đấy, nên là còn đói bụng, nên là tối may mắn thì đi được cá thì về ăn luôn đi cả nhà, ăn luôn để ngủ cho nó no bụng dễ ngủ nhé. Và bây giờ cá thì cũng đã gần hết rồi, nên mình sẽ xin phép dừng lại video ở đây luôn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video ngày mai hoặc là những ngày hôm sau, thì anh em mình sẽ khám phá khu vực chỗ này và đi tìm những dược liệu cho mọi người xem nhé. Xin chào tạm biệt mọi người nhé. Chào mọi người nha.